Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được thầy Nguyên Tâm giảng yếu chỉ mật tông và cô Tịnh Quang giảng kinh Hoa Nghiêm yếu lược. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Vào giờ học yếu chỉ mật tông, thầy Nguyên Tâm giảng phần cuối chương thứ 6, thời kỳ mặt vận của Mật giáo Ấn Độ. Mật giáo Kim Cương Giới của Ngài Đại Nhật Như Lai khai lập ngũ trí, phối với ngũ Phật và ngũ Bộ. Tất cả chư Phật đều có đầy đủ ngũ trí. Thứ nhất là Pháp giới thể tánh trí, được phối nơi Đại Nhật Như Lai, ở Trung ương, tại Phật Bộ. Trí tuệ đạt được khi Amala thức thứ 9 từ hữu lậu chuyển thành vô lậu, tức là trí của các thể tánh Pháp thuộc về thế gian và xuất thế gian. Thứ hai là đại viên kính trí, còn gọi là kim cương trí, được phối nơi Asuk Phật ở phương Đông, tại Kim Cương Bộ. Trí tuệ đạt được khi A Lại Gia Thức thứ 8 chuyển biến thành thanh tịnh trí. Phiền não biến thành trí tuệ, hiển hiện như thật hết thảy các pháp. Thứ ba là bình đẳng tánh trí, được phối nơi Bảo Sanh Phật ở phương Nam, tại Bảo Bộ. Trí tuệ có được khi thức thứ 7 Mạt Na từ hữu lậu chuyển thành vô lậu, nương vào trí tuệ này mà liễu tri hết thảy sự tướng và tự tha đều bình đẳng, tâm từ, tâm bi khế hợp nhau không gián đoạn. Thứ tư là diệu quang sát trí, còn gọi là liên hoa trí, được phối nơi A Di Đà Phật ngự ở phương Tây, tại Liên Hoa Bộ. Trí tuệ đạt được khi thức thứ 6 từ hữu lậu chuyển thành vô lậu, là trí quán sát căn cơ chúng sanh một cách tinh tế mà tự tại thuyết pháp. Thứ năm là thành sở tác trí, được phối nơi bất không thành tựu Phật ở phương Bắc, tại Yết Ma Bộ. Trí tuệ đạt được khi tiền ngũ thức từ hữu lậu chuyển thành vô lậu, là trí biết rõ sự nghiệp của mình và tha nhân. Mật giáo Kim Cương Thừa theo lập trường xem trọng việc kết hợp về tánh, vật chất hóa tâm linh nên rất dễ đưa vào tay thế tục. Họ cho rằng giáo pháp này là hơn tất cả, cứng rắn, sắc bén như kim cương. Kim Cương Thừa bị tà đạo hóa, lại được các vương triều Ba La hộ trì nên cực thịnh từ giữa thế kỷ thứ 8 cho đến thế kỷ thứ 12 và được truyền bá sang Tây Tạng và Trung Hoa. Vương triều Ba La là đế quốc hùng mạnh trong giai đoạn cuối cổ đại Ấn Độ. Các vị vua là tín đồ và hộ trì đắc lực các tông phái Đại Thừa và Mật giáo. Vua Gopala kiến lập ngôi tự viện với tên gọi là Ô Đàn Đầu Tự, tiếp nối các triều vua kế tục nhau, làm cho đất nước mở rộng ra cả bốn phía Đông Tây Nam Bắc. Với lòng tôn kính và theo Kim Cương Thừa giáo, vua Đạt Ma Ba La kế thừa vua cha, cũng là nhà bảo hộ vĩ đại cho Phật giáo. Vua cho kiến lập ngôi tu viện Siêu Giới Tự tại phía đông nước Ma Kiệt Đà, bên bờ sông Hằng, với hàng trăm giáo sư làm đạo tràng tu tập và là trung tâm học thuật lớn của Phật giáo, tuyên dương giáo pháp đến khắp bốn phương. Vua cũng đã hiến tặng 200 ngôi làng để thiết lập trường đại học Nalanda, xây dựng ngôi đại tinh xá, thiết lập 50 học viện tôn giáo và bảo hộ cho các triết gia Phật giáo. Vua kế vị đời thứ ba là Đề Bà Ba La đã bành trướng biên giới của đế chế, là thời đại cực thịnh, lãnh thổ hầu như thống lĩnh toàn Ấn Độ. Nhà vua có mối quan hệ mật thiết với vua Lực Tử Thiên thuộc xứ Java. Đại học Siêu Giới Tự được dùng để tạo ảnh hưởng lớn và lập thành cơ sở Kim Cương Thừa tại xứ sở này. Ngôi đại tháp Ba La Phù Đồ được kiến lập tại Java, Indonesia, có niên đại khoảng từ thế kỷ thứ 9, là một trong những ngôi đền di tích Phật giáo Đại Thừa lớn nhất thế giới và hưng thịnh tại quần đảo này. Từ thế kỷ thứ 10, thời Luân Giáo là dòng phái mật giáo phát triển từ Kim Cương Thừa
bắt đầu lưu hành tại Ấn Độ. Phái này tín ngưỡng Ngài Phổ Hiền Vương Như Lai của phái Ninh Mã thuộc Phật giáo Tây Tạng. Thời Lương giáo nhấn mạnh áo nghĩa mật thừa của Đại Lạc Đại Trí tương ứng Viên Dung, kết hợp tu tập Đại Tam Muội Định, không giống mà không lìa, đồng nghĩa với không một, không khác. Thời Luân biểu thị cho phù hiệu của thời gian và luân hồi, có tên gọi là Sa Mạn Đà La. Chúng sanh do bị trói buộc, hạn chế trong ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai, nên lấy tư tưởng của Đức Bản Sơ Phật là bản nguyên của vạn pháp, siêu việt cả thời gian lẫn không gian, làm giáo pháp giải thoát cõi mê, được gọi là thời luân giáo. Ngay trong định tam muội mà có thể đoạn trừ hết thảy sở tri chướng và thành Phật ngay tại thân này. Tư tưởng về Đức Bản Sơ Phật được Lạt Ma giáo của Tây Tạng chọn làm giáo nghĩa chính yếu. Ngũ trí của Đức Bản Sơ Phật được hợp nhất tương ứng nhờ vào thiền định và hiển hiện ngũ Phật. Ngũ Phật còn được gọi là ngũ thiền na Phật, thị hiện các loại hóa thân biến hóa bất đồng. Có vị với nụ cười hàm tiếu từ bi, có khi là hình tướng dữ tợn, hàng phục tà địch. Đến thế kỷ thứ 13, thời Luân Kim Cương trở thành một trong những kinh điển trọng yếu của Phật giáo Tây Tạng. Thời Luân Căn Bản Nghi Quỹ được biên tập làm căn bản chủ thể, hoàn thành tổ chức của thời Luân giáo. Trong giờ học Kinh Hoa Nghiêm yếu lược, cô Tịnh Quang đã tổng quát sự biến chuyển tâm thức qua đường lối tu hành của một vị Bồ Tát. Trải qua 6 pháp hội, 26 phẩm kinh với 5 pháp môn là thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa. Trong đó, thập tín là hạnh tất nhiên phải có của một vị Bồ Tát. Trong hành trình tu tập, Đức Phật luôn luôn hiển hiện bên cạnh, Như Lai vô ngã, phóng quang vô lượng, đáp ứng đến với tất cả các đối tượng tu tập. Trí tuệ tinh túy của sự tu hành diễn biến từ vị ngã, tất cả vì mình. Nhờ tu thập trụ, an trụ theo xu hướng trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm mà tâm thức chuyển thành vị tha. Từ vị tha một nhóm ít người, Bồ Tát rời tự ngã, hướng đến vị tha tập thể với ngày càng nhiều phương tiện. Bồ Tát tu thập hạnh, lấy tập thể làm chủ thể, hoan hỷ cho đi, vượt mọi trở ngại không chút nào khó khăn, hành thiện pháp vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bồ Tát mở rộng mạng lưới vị tha, kết nối nhiều tầng vi tế, vô số phương tiện, hướng về trí tuệ tập thể, tạo thành ảnh hưởng vô cùng rộng lớn. Bồ Tát tu 10 pháp môn hồi hướng, dùng ánh sáng trí vô lượng tâm từ bi hỷ xả, cứu độ chúng sanh thoát khổ, thoát ngu muội tối tâm. Hành vô tận các công đức, hướng đến đạo Bồ Đề, bình đẳng tùy thuận, nhất thiết chúng sanh, nhập vào pháp giới vô lượng bằng trí tuệ quang minh. Bồ Tát không còn nghĩ đến mình nữa, hình thành mạng lưới vô ngã, chủ thể là chân tâm Phật tánh, là chủng tử. Đây là giai đoạn cuối cùng của Bồ Tát, chuẩn bị bước qua chân trời cao rộng. Tu hạnh thập địa với trí tuệ hoàn toàn đầy đủ, phương tiện thiện xảo, ảnh hưởng đến toàn thể mạng lưới, chuyên nhất, không gì lay động. Vô ngã đạt đến toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Bồ Tát thành tựu tất cả các giai vị bước lên đẳng cấp Như Lai tập sự. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2022, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5 giờ 45 đến 6 giờ 45 chiều, thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, quyển 4. Lớp cao đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ học Yếu Chỉ Mật Tông do thầy Nguyên Tâm giảng và Kinh Hoa Nghiêm Yếu Lược qua lời giảng của cô Tịnh Quang. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới, cũng như các thông báo cần thiết. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp, cũng như những chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bodephatquoc.org.
Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.